Thành lập năm 1996, đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Việt đã trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm công nghệ, thiết bị văn phòng của tập đoàn Sharp Nhật Bản như máy photocopy, màn hình tương tác đa năng, màn hình ghép chuyên dụng, máy lọc khí, máy tạo ion, đồ điện tử gia dụng. Thái Việt tự hào là nhà phân phối chiếm tới 80% thị phần sản phẩm máy photocopy đa chức năng Sharp tại Việt Nam. Thái Việt có 78 đại lý là đối tác hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, máy văn phòng, giải pháp văn phòng thông minh cho các cơ quan, doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam, khu vực Đông Nam Á. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia Nhật Bản, thường xuyên tiếp xúc, học hỏi, tiếp cận với các kỹ thuật tiên tiến nhất. Thái Việt được đánh giá là đơn vị có dịch vụ sau bán hàng như lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa, nhanh chóng và linh hoạt. Công ty cùng thực hiện, làm việc theo phương châm sáng tạo, đổi mới, phát triển, Đặt chữ tâm và chữ tín lên hàng đầu, hướng tới sự phát triển bền vững, nắm bắt kịp thời các dòng sản phẩm mới nhất, các xu hướng công nghệ tương lai, đồng hành, sẻ chia, hỗ trợ bền vững trong mối quan hệ với khách hàng, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp văn phòng tại Việt Nam, mang đến giải pháp thông minh, hiệu quả, thân thiện với môi trường cho khách hàng. Với bề dày kinh nghiệm trong suốt gần 3 thập kỷ qua, Thái Việt tự tin với khả năng nắm bắt xu hướng sản phẩm cũng như những công nghệ mới nhất để có thể đồng hành cùng các doanh nghiệp khách hàng trong thời kỳ hiện đại hóa trong tương lai thái việt mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp trong hiệp hội máy văn phòng việt nam voma để cùng hòa nhập và phát triển